Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh nền kinh tế ngày càng hội nhập sâu rộng, yêu cầu đã được Đảng và Nhà nước đặt ra là phải tăng nhanh số lượng lao động được đào tạo, đặc biệt chú trọng đào tạo nghề, đảm bảo cơ cấu đào tạo hợp lý giữa đại học và giáo dục nghề nghiệp. Vậy giáo dục nghề nghiệp có vai trò như thế nào trong việc cung ứng lao động chất lượng cao, đảm bảo cho nền kinh tế Việt Nam phát triển nhanh và bền vững? Để tìm hiểu thêm về vấn đề này, xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi một phóng sự sau đây. Là cơ sở giáo dục nghề nghiệp tiên phong trong đào tạo, cao đẳng thực hành chất lượng cao, Trường Cao đẳng Công nghệ Cao Hà Nội đã góp phần không nhỏ vào sự phát triển chung của đất nước thông qua việc đào tạo và cung ứng đội ngũ lao động có kỹ năng nghề cho các khu công nghiệp, khu chế xuất, các doanh nghiệp trong và ngoài nước. Hiện tại, trường có 9 khoa, 5 trung tâm trực thuộc, nhà trường tuyển sinh bằng phương thức xét tuyển, đào tạo 42 ngành nghề với 8 loại hình đào tạo. Theo đó, mọi đối tượng đều có thể đăng ký tham gia học. Ngoài ra, đội ngũ cán bộ nhân viên của trường là những giáo viên, giảng viên giỏi chuyên môn và kỹ năng nghề, có nhiều kinh nghiệm thực tế cũng như trực tiếp tham gia giảng dạy. Nói về chiến lược phát triển nhà trường thì toàn trường chúng tôi đang tập trung phấn đấu đến năm 2026 sẽ trở thành trường chất lượng cao được các tổ chức quốc tế thừa nhận, có quy mô tuyển sinh trên 10.000 sinh viên, có các cái ngành nghề đào tạo là các ngành nghề mà thành phố Hà Nội cũng như là quốc gia đang ưu tiên đầu tư phát triển, đấy là ngành nghề về công nghệ cao, các ngành về công nghiệp bán dẫn, các ngành nghề về chế biến chế tạo, các ngành nghề về công nghệ thông tin, vân vân. Và nhà trường phần đầu sẽ đi đầu trong toàn hệ thống giáo dục nghề nghiệp trong cái chuyển đổi số và trở thành cái trường học thông minh, hoạt động theo mô hình tự chủ, tự chịu trách nhiệm. Phần đầu đến năm 2030 thì nhà trường sẽ trở thành Viện Công nghệ Cao Hà Nội, trở thành trung tâm đào tạo thực hành công nghệ cao của cả nước. Đi cùng với đó, nhà trường còn thường xuyên tổ chức các ngày hội việc làm, tư vấn hướng nghiệp để cho các em học sinh và sinh viên hiểu rõ cũng như được gặp gỡ, tiếp cận với doanh nghiệp, nhà tuyển dụng để tìm kiếm và định hướng việc làm trong tương lai. Trong cái thời buổi công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, kéo theo cái nguồn nhân lực có tay nghề đang bị thiếu hụt trầm trọng. Vì vậy mà các doanh nghiệp của chúng tôi đang muốn là kết hợp với các cơ sở đào tạo. Vì tại đây là các cơ sở đang có sẵn cái nguồn nhân lực trẻ và sẵn sàng gia nhập thị trường lao động. Và Trường Cao đẳng Công nghệ Cao hiện tại đang là tâm điểm chú ý của các nhà tuyển dụng. Bởi vì tại trường thì có cái cơ sở vật chất khá là hiện đại. Học sinh ở đây sau khi ra trường không những là vững kiến thức chuyên môn mà các bạn còn rất là giỏi các kỹ năng. Và khi mà doanh nghiệp kết hợp với trường thì doanh nghiệp sẽ là hỗ trợ các chuyên gia cộng với hệ thống máy móc hiện đại. Các bạn học sinh thì sẽ được doanh nghiệp hỗ trợ từ 70 đến 100% chi phí trong suốt quá trình đào tạo. Còn đối với doanh nghiệp của chúng tôi thì chúng tôi sẽ có được một cái nguồn lao động có cái kỹ năng cũng như là cái tay nghề rất là cao và chúng tôi không cần phải đào tạo lại, đỡ mất thời gian cũng như là chi phí của doanh nghiệp. Bên cạnh việc kết hợp chặt chẽ với các doanh nghiệp lớn để đảm bảo 100% đầu ra cho sinh viên, Trường Cao đẳng Công nghệ Cao Hà Nội được đầu tư nhiều thiết bị tiên tiến hiện đại, đồng thời nhận nhiều suất học bổng toàn phần từ doanh nghiệp nhằm hỗ trợ người học, đặc biệt hướng tới gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Riêng năm 2024, nhà trường đã tiếp nhận và sẵn sàng trao gần 1.000 suất học bổng toàn khóa với tổng giá trị hàng chục tỷ đồng. Trong thời gian học tập, sinh viên sẽ được doanh nghiệp hỗ trợ từ 30% đến 100% học phí, được hưởng lương trong quá trình đào tạo và cam kết giới thiệu việc làm với mức thu nhập từ 7 đến 50 triệu một tháng. Như vậy, khi theo học tại trường, các em học sinh sẽ yên tâm vừa học, vừa làm và ra trường sẽ có công việc đúng chuyên ngành được đào tạo. Sau khi tốt nghiệp trung học cơ sở, tôi đã quyết định cho bản thân mình tham gia hệ giáo dục chính cộng của Trường Cao đẳng Công nghệ Cao Hà Nội. Và nhà trường đã thực sự cung cấp cho tôi rất nhiều thứ như là một bằng trung cấp và điểm trung học cơ sở cũng rất là khá là cao so với các bạn quanh tôi. Và từ đấy tôi đã quyết định cho bản thân mình là mình nên đi thi IELTS và nhờ sự giúp đỡ các thầy cô ở đây, tôi đã nhận được bằng IELTS 6.5 và 7.5 qua hai đợt thi của mình. Và từ tất cả những điểm đấy, tôi đã có thể tuyển thẳng được cho bản thân mình tuyển thẳng vào trường Kinh tế Quốc dân, Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội. Nó thực sự là một thành tựu rất là lớn mà tôi không thể nghĩ rằng tôi có thể đạt được bất kỳ nơi đâu ngoài trừ ở đây tại Trường Cao đẳng Công nghệ Hà Nội. Với triết lý đào tạo, tuyển sinh là tuyển dụng, đào tạo gắn kết với việc làm cùng khẩu hiệu hành động, cơ hội học tập, cơ hội việc làm, Trường Cao đẳng Công nghệ Cao Hà Nội là cơ sở giáo dục nghề nghiệp có uy tín, là địa chỉ tin cậy để các em học tập và lựa chọn công việc trong thời đại mới.